Thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay mình lại đến và khám phá một cái nhà hoang nữa. Cái nhà hoang này thì cũng hôm trước mình cũng đi quay ban ngày rồi. Thì có các vị khán giả là yêu cầu mình đi quay thêm ban đêm. Và hôm nay mình đến đây để mà đây này các bạn. Mình đến đây để mà mình đặt camera. Nhiều bạn khán giả yêu cầu mình đặt camera ở đây. Bởi vì cái căn nhà này, các bạn thấy cái lầm lúa quen không? Ở nơi là cái căn nhà mà có rất là nhiều cái hiện tượng. Như là hôm trước thì mình khám phá cái nhà này thì có cái cây nó rớt từ trên này xuống các bạn. Cho nên là nhiều vị khán giả đã yêu cầu mình đến mình đặt camera ở đây để mà xem. Mình sẽ canh mê cửa này, cái cửa này. Mình sẽ đốt đèn cờ cho các bạn nha. Mình có đem thêm mấy cái đèn cờ nữa mình đốt. Căn nhà này thì nói chung là khá là tối. Bởi vì cái nhà này cũng là nhà xi măng đấy, nhưng mà lâu năm quá nó tối thui, nó đen thui luôn rồi. Nó không còn sáng, không nó không còn cái vết sơn như những căn nhà khác. Cho nên rất là tối. Mình phải đốt nhiều đèn cầy hơn một chút thì mới may mong rằng cái phòng này nó sáng lên một chút. Bốn cây không biết có đủ sáng không. Mình lại mình chiếm thử. Như vậy là cũng đủ sáng rồi đó các bạn. Mình sẽ dùng cái camera này để mình đi ra ngoài nha. Mình đi ra ngoài chỗ chiếc xe của mình ha, mình ngồi ha, tiết ngoài đường luôn. Bây giờ mình chuyển qua camera trước nha. Không biết là ở bên trong các bạn có nghe thấy gì không? Nếu có nghe thấy gì thì các bạn hãy comment xuống dưới, bình luận xuống dưới cho mình biết nha.
Thực tình thì đi khám phá mấy cái nhà hoang này cũng lạnh gáy lắm các bạn ơi. Và nguy hiểm nữa. Các bạn hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình nha. Thôi bây giờ mình vô mình xem thử ở bên trong có gì không nha. Bây giờ mình chuyển ra camera sau để mình đi vô nha các bạn ha. Không biết các bạn ở trong đó có nghe được cái gì không, có cảm nhận được cái gì không, có thấy cái gì không? Mình đã vô đến nơi rồi các bạn, mình đi test cái camera ngoài nha. Không biết các bạn ở trong này có cảm nhận được cái gì không, có thấy gì không? Mình vô thì mình thấy bốn cây đèn cầy mình thắp đây thì vẫn sáng bình thường. Mình bật cái chế độ đèn pin của mình là chế độ sáng nhất đó các bạn. Bốn cây đèn cầy thì vẫn sáng bình thường các bạn ha. Giống như không có vấn đề gì.
Bên ngoài là cái bờ rào các bạn ha. Bên ngoài đây thì đấy là cái góc xoài các bạn. Có âm thanh gì không? Ở đâu? Ở đây hả? Đâu có gì ở đó đâu. Đây hả? Cái gì kiểu rỗng rỗng ta? Đâu ta? Các bạn có nghe gì không? Nãy giờ các bạn có nghe gì thì các bạn hãy comment xuống dưới nha. Đây là cái vườn của người ta. Cũng không phải vườn gì mà đấy là cái bờ rào đó các bạn. Bờ rào đó. Tì nữa không? Ghê không? Đây là cái mê đó các bạn. Cái mê rất rậm rạp nhưng mà không có trái. Bên kia là cái xoài. Có cái con gì kêu ta? Kêu ở đâu à? Đây là bụi tre nè các bạn. Tre nó phủ lên hết lên trên này luôn không? Phủ lên mấy nhà luôn các bạn ơi. Hiện là đêm nay không có gió nha. Còn tre im ru luôn. Kêu ở đâu nhỉ? Đây hả? Hả? Nó nghi sau lưng. Đâu ta? Mình đứng im một chỗ mình nghe coi có âm thanh ở đâu. Không có gì hết các bạn ơi. Giờ nó im mất rồi. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Quý vị và các bạn hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình nha.